cho nó chè ôm nè nó bố thì tôi tên nuôi nuôi về đứa tớ sẽ tớ ta luôn bé ô khăn nó tôi muốn bé ba mẹ tính nè bé mẹ tính nè nó muốn lộ ta chú ô sức tóc nè bé sao cứ hoàn toàn mua à cô hay rồi em cũng xuôi tay cũng chỉ đâu đó nữa giờ ra tôi thôi thì đã lần đầu tiên thôi thôi ok phát ra đây chị chị cho tôi tóc xe xe tiên mà hãy kết ta quá yếu chưa to đó bé ô tê cho đó cho nó chơi biết quá ta sát trúng sát tì ta dân con nó đâu bốn đã tới sự tại sao thấy là sự hở do chỉ mong tạo chỉ một cái chỗ nữa bây giờ chúng tôi là tới sự mà sát tì nó là biết quá tiệt lo là thế này vậy quá tiệt lo cho xe này con em bỏ nó là thế tới sự đó lo hàng gì chuối nhọc công con nó mẹ chờ nè mẹ chú mình chỉ giờ này con em bỏ nó à bảo giờ lấy con này bỏ nó nè cái chuột con nó giờ lòng muốn cho trâu than chuôn chua nhá trâu hộp lợn nó nè thảo nhá trâu hộp lợn nó chuối thảo đấy cơ kia đi chết thôi cho nè chỉ cái tí chân sai cho phô là sẽ được ship bao hoặc con nó sẽ email phía ta trả lời xăm bột tá nè giờ tiệt ta giờ tiệt ta nó chê thế rồi ta nó hồi giờ tiệt chị ta nó chê sao bút ta thế thì chỉ khó chứ sống chấp lọt thì nó sẽ chuột biết khó này à chị ta lên nó chuyện vô hai sự đời nó giờ tất mà chưa xí đi chả gì liên hệ tia sự đời họ bỏ qua để nó cứ lì lì cứ lì lại thiệt chị ấy giờ biết biết khó còn đó chưa chị biết khó còn chi tân đó biết khó chi tân lại luôn xe lại chị qua thế luôn nếu chỉ gặp ba chị, họ nói cho xíu xíu đến đây kêu thắt chặt ít xíu một biết chơi nữa, họ nói. Thì xin cho chị bỏ mọi chuyện lo á đi rồi, cho chị cho nó sơ, chúng sẽ xong sự tự. Bự lo lấy bự. Họ giờ chỉ bự lo mù, nó dài đấy. Họ nói chị, ôn từ lần nào, qua biết họ có ta cho vậy. Nó nè, cái tê bông tre nữa. Bây giờ bây sao bây giờ sáng rồi sáng rồi có sáng tăng tăng lên bây giờ ga khổng nó đi ăn tăng nó cú sáng tăng tăng lên theo quá bên tu nè ta lên bây giờ sáng nó mà tan sao thế bông tre à nhiều nhưng nó chỉ ta ta chỉ chả lấy một khăn hết luôn bây chỉ lấy một tre hết nè chị chế thì kịp chuẩn đó tô tô đua thế là chả luôn một chế ok nữa nó đây rồi lơ chỉ có hai ly à lúc này mong một tê mà cứ cực kia đi điều chỉ cứ là chỉ to gì đó tao cứ cứ tiếp theo lúc năng nó tôi là nạc ở là bé chế nhưng tí nạc ở quá sức chứ
人家开着呢，我们来找到被谁的山。谁？长得吹掉没出啊？哎。对。这个冲冲够了，冷啊！冷死的！哎，热了，热了！哈哈哈！你把木呢？冻干。别等了。我不穿了，阿木为什么要？我累到了。小姐，多了。呀呀，咱给飞机给小姐好，我给弄。我来这里。嗯，哎呦，咱老了，咱个俩。别洗了毛了，中晒死冷死的。我来点小骨肉啊！哇，不来肉啊！是不还别人都拿大了呢？长得要招猛干了，要那什么？包，你就这么当袋就叫，容呀，你个袋，你就买包，木了，谁把袋木掉？我袋上是啥子？有木烧一桶？有烧有木灰了？妈的嘞！少呢，对啊，这个就转掉一点毛发哦。你弄大了，大了呗呀。哦，那早了弄的大不弄干嘛？我没去弄。搞起大树的，你去接了啥？毛哥。啊，都这么不弄哎，都这么不弄哎。老多人要新到的哦。哎，特别干。哎，我操，干死了。哎，打到中间了。打到了，打到了。你说这玩意儿弄的，你们老偏大了呀。你看我这阿奴嘞，这里这个叫阿奴嘞。你说老两个知道没的呢？都是跟我带的，哎呦，那咋走呀？哎，妈，你都啥都没准备。减速可能大家听。少装了。少接别木接啦！咱都玩好接，哎，路遥都玩，哎，路走哈。不要皮拉嗦。哦，都玩要听呐。都玩会搞嘞。哈哈。不用都玩，不用都玩哈。真是拿混掉了，真是。恐怖的大门。咋了？哪里哪里？有个尖盖开始吗？在做粥，就那一个两大铁路出开天呢。你木的？行，咱来做着呢，都多些，就那地些，就那，就那皮啊，就这。